Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Ngày 27 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Mai Thị Hồng Hạnh, nguyên giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oil và 14 bị can khác. Các bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, tội đưa hối lộ, nhận hối lộ. Trong vụ án này, ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư tỉnh ủy Bến Tre bị đề nghị truy tố về hai tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Theo kết luận điều tra, từ tháng 8 năm 2016, bị can Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên công ty Xuyên Việt Oil. Bà Hạnh cũng là chủ sở hữu thực tế của công ty này. Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty, bà Hạnh là người đại diện, chủ sở hữu công ty được nhà nước giao thẩm quyền trong việc quản lý sử dụng quỹ bình ổn giá. Bà Hạnh cũng được giao nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước. Lợi dụng chức vụ quyền hạn, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về quản lý sử dụng quỹ bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng. Theo đó, bà Hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập quỹ bình ổn giá theo quy định mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Sau đó, bà Hạnh dùng số tiền này để mua bất động sản cho bạn bè vay mượn chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính. Cơ quan điều tra xác định nhà nước thất thoát từ quỹ bình ổn giá là 219 tỷ đồng. Đối với việc thu hộ, quản lý và chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường, bà Hạnh cố ý sử dụng số tiền thu hộ vào các mục đích cá nhân mà không nộp tiền chuyển vào ngân sách nhà nước. Tổng số tiền thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng. Trong vụ án này, bà Hạnh đã đưa hối lộ số tiền gần 30 tỷ đồng cho nhiều cá nhân, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải. Theo kết luận điều tra vào tháng 6 năm 2021, giấy phép của công ty Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn. Do không đủ điều kiện được cấp lại giấy phép, bà Hạnh đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ kết nối đưa hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo, vụ, thị trường trong nước và Bộ Công Thương. Do có mối quan hệ từ trước nên bà Hạnh liên hệ nhờ ông Đỗ Thắng Hải giúp đỡ. Ông Hải giới thiệu bà Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn, cựu phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước. Được sự nhờ vả của bà Hạnh, Hoàng Anh Tuấn báo cáo cho Trần Duy Đông, cựu vụ trưởng vụ thị trường trong nước và thống nhất tạo điều kiện giúp đỡ công ty Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của ông Đỗ Thắng Hải. Đông có nhắc Tuấn phải chú ý đảm bảo về hình thức thành phần hồ sơ. Sau khi được cấp lại giấy phép tháng 12 năm 2021, bà Hạnh cùng ba nhân viên đến Bộ Công Thương gặp ông Hải để đưa tiền cảm ơn. Tại phòng làm việc của ông Hải, bà Hạnh đưa túi đựng quà có chứa 50.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, bà Hạnh còn đưa 250.000 đô la Mỹ cho Trần Duy Đông, đưa cho Hoàng Anh Tuấn 265.000 đô la Mỹ. Ông Đông chiếm hưởng 120.000 đô la Mỹ, ông Tuấn chiếm hưởng 145.000 đô la Mỹ. Các bị can này nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật, thành khẩn khai báo và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Ông Lê Đức Thọ khi giữ các chức vụ Chủ tịch Vietinbank và Bí thư tỉnh Bến Tre đã nhiều lần tác động giúp Xuyên Việt Oil được vay cả ngàn tỷ. Đổi lại, ông Thọ cũng nhiều lần được lãi quả số tiền đến hơn 1 triệu đô la Mỹ, xe ô tô, đồng hồ, tiền tỷ. Bản kết luận điều tra vụ án Xuyên Việt Oil vừa được Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ban hành cho thấy, nữ giám đốc doanh nghiệp này có mối quan hệ đặc biệt với ông Lê Đức Thọ trong nhiều năm từ khi ông làm Chủ tịch Vietinbank và cả suốt thời gian ông làm Bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Trong hơn 4 năm, ông Lê Đức Thọ đã 2 lần nhận hối lộ, nhiều lần nhận quà, mỗi lần vài trăm ngàn đô la Mỹ từ nữ giám đốc Xuyên Việt Oil. Đa số những lần ông Thọ nhận tiền diễn ra tại trụ sở của Vietinbank hoặc nhà khách tỉnh ủy Bến Tre. Trong vụ án này, ông Thọ bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền lớn nhất, nhận tiền lãi quả nhiều nhất và nhận quà có giá trị lớn nhất. Theo kết luận, Mai Thị Hồng Hạnh bắt đầu mối quan hệ quen biết với ông Lê Đức Thọ từ năm 2018 khi công ty Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với Vietinbank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 10 cùng năm, ông Thọ được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng này. Ông Lê Đức Thọ là người có thẩm quyền thay mặt hội đồng quản trị ngân hàng phê duyệt cấp giới hạn tín dụng trên 3.000 tỷ đồng cho các khách hàng. Cơ quan điều tra kết luận do lợi dụng chức vụ quyền hạn giải quyết khoản vay cho công ty Việt Oil, ông Lê Đức Thọ 3 lần được Mai Thị Hồng Hạnh tặng quà.
Lần 1, bà Hạnh đưa tặng một bộ gậy gôn trị giá 1,1 tỷ đồng và một đồng hồ Patek Philippe Plus giá 421.000 đô la Mỹ. Lần 2, tại nhà khách tỉnh ủy Bến Tre, bà Hạnh đưa cho ông Lê Đức Thọ số tiền 200.000 đô la Mỹ. Lần 3, vào tháng 5 năm 2022, bà Hạnh mua tặng ông Lê Đức Thọ xe ô tô hiệu Mercedes-Benz S450 Luxury trị giá 6,7 tỷ đồng. Với hành vi trên, ông Thọ bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, quà cảm ơn gồm 200.000 đô la Mỹ, 300 triệu đồng và đồng hồ Patek Philippe. Về tổng số tiền hơn 1 triệu đô la Mỹ đã nhận của Mai Thị Hồng Hạnh, gồm cả nhận hối lộ và quà tặng, ông Lê Đức Thọ khai đã gửi 440.000 đô la Mỹ tại nhà người thân nên nộp lại cho cơ quan công an, số còn lại ông Thọ đã chi tiêu hết. Đáng chú ý, trong số 15 bị can đề nghị truy tố của vụ án này có nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Công Thương. Trong đó, ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước và Nguyễn Lộc An, Hoàng Anh Tuấn cùng là cựu Phó Vụ Thị trường trong nước đều bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Kết luận điều tra xác định tháng 6 năm 2021, giấy phép kinh doanh xăng dầu của Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn nhưng không đủ điều kiện để được cấp lại. Trước tình hình này, Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội Xuyên Việt Oil liên hệ hối lộ cho cán bộ lãnh đạo, vụ thị trường trong nước và Bộ Công Thương để nhờ giúp đỡ tạo điều kiện cấp lại. Do có mối quan hệ từ trước, Hạnh liên lạc nhờ Đỗ Thắng Hải giúp cấp lại giấy phép cho công ty Xuyên Việt Oil. Nhận được lời nhờ vả, ông Hải giới thiệu đề nghị bà Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn để được hướng dẫn cụ thể. Hải còn điện thoại cho Tuấn chỉ đạo sớm xem xét giải quyết hồ sơ giúp công ty Xuyên Việt Oil. Qua giới thiệu của cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Hạnh liên lạc với Tuấn xin cấp lại giấy phép kinh doanh xăng dầu cho công ty Xuyên Việt Oil. Tuấn sau đó báo cáo việc này cho Trần Duy Đông đi đến thống nhất tạo điều kiện giúp Xuyên Việt Oil. Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Mai Thị Hồng Hạnh chỉ đạo lái xe đưa 10.000 đô la Mỹ cho Nguyễn Văn Thắng đi gặp gỡ đưa quà cho Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên khi gặp nhau, Thắng chỉ đưa 5.000 đô la Mỹ cho Tuấn, còn lại 5.000 đô la Mỹ đưa vào quỹ công ty chi nhánh Hà Nội.